đâu có thất này à? Đúng rồi. Ui, cái ủng, cái ủng kì lắm. Đây. Từ từ đi. Đúng con này rồi, nghe. Ăn được rồi. Ui, vì đây. Đấy, đấy. Ăn nó không biết đâu đâu. Đây. Bành rồi, Phút rồi, lại phút rồi. Thành công rồi. Đúng rồi. Chiến đi, đứng tháp bên kia em ơi. Ui. Này lúc ấy em đuổi nó ra đây cái nó ra lại biến mất luôn anh ạ. Ông ấy trong kia rồi. Không chạy đâu được. Có đi lần lỗ xung quanh không hay là bới chơi luôn. Lúc đây à? Chúc trong này anh ạ. Ui. Đấy. Ui. Chúc. Đấy lần lỗ xung quanh xem. Ui. Nó à? Tôi đang tìm. Chạy đến đây cái nó biến mất mà. Ui! Ê, anh nhìn nó đây ơi. Đâu? Nó động động đây anh nhìn chưa? Đây anh nhìn chưa? Này à? Anh nhìn, đừng nghe, đừng thôi anh. Đây anh nhìn chưa? Nó lở đất rồi. Chơi đi anh em. Chơi đi. Nó lở đất rồi. Mạnh vào. Em thấy nó độ đất lên rồi anh ạ. Ui, cái độ khó ấy vậy. Con này nó khôn nhờ, nó làm trên thân cây nó khó đào. Ở đây nó sinh sản ở đấy mà. Vâng. Nhưng mà chắc là cái lỗ nó là tuột từ dưới đất, tuột lên rồi. Đúng rồi. Đây, bây giờ bẻ đây, quên đây. Thế đây để làm cái lỗ ra đấy. Dọc ra. Chồng phát rộng quá hả? Bọn này làm quái là làm lỗ trên đây thì bọn sao mà. May mà người nhìn thấy không thì đố đào đố đấy. Ừ. Đấy. Chơi cắm thẳng hôm nay mới được. Cái gì đâu? Ủa mà nghe ông mà. Em đi rồi. Ê. Ui. Từ. Đâu đâu ngoài. Em nhìn thấy rồi. Em nhìn rồi. Mình tìm cái cây. Tìm cây. Để tìm cái cây đã. Mình tìm cái đến mình tìm cái cây á. Ui. Đâu thấy không? Ê. Này. Ui. Thế phải vận động cái lỗ này, phải vận động to ra nhỉ. Đây mở rộng bên này nó quên này. Đây. Nó phẳng ra này. Đây. Nó phẳng ra mới được. Khoan đã. Cầm anh. Đây. Wow. Ui, em nhìn thấy rồi anh ơi. Ui này. Đúng rồi. Wow. Đây. Từ từ đi. Đúng con này rồi anh ơi. Hai con. Sao lại có hai con đấy anh ạ? Đục cái nỗ này to ra. Tối rồi để cái đó đi. Để em vét thế này mới đúng. Hai con anh ạ. Đúng con đen với một con trắng nữa. Ui. Đấy em nói với anh có sai đâu. Nó khôn thật, làm trong cái cây này thì bỏ đào kiểu gì. Ừ. Mình vẫn không tìm được cái lỗ nó đâu.
nó dưới lòng đất này này, cái mô dưới này. Ấy, ấy, ấy. Đấy, đấy, đấy. Ra đấy. Ừ. Bắt con này trước đi anh. Còn một con nữa thôi. Đi đu 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 đu. Em chạy về nhà lấy túi nhá. Ừ, chạy đi. Đấy mọi người nhá, anh em sử dụng cái này để đào cho mọi người nhá, không phải để dùng sử dụng anh đây để đánh vào động vào đâu, phải sử dụng để đào, cây có cái này mới đào được. Nó ra, nó ra kìa, nó ra kìa. Cầm lên nào, cầm đuôi lên đây nào. Đuôi cầm đuôi, cầm đuôi. Ui. Ui to ấy. Đây, ui nó ra kìa. Đấy. Ê đi đi đi. Ui. Qua. Wow. Cho nó cho túi, cho túi, cho túi, cho túi. Cho túi. Cho túi. Đây đi, cho túi luôn đi. Ui. Ôm đầu rồi. Một em. Còn mấy em nữa thôi anh ạ. Hai con ấy. Mấy con nữa, nhìn này, mấy màu không à? Hai con mà. Em nhìn thấy hai con nó chạy vào đấy thôi. Nó nhìn thấy em cái nó lao thẳng vô em bầu không kịp. Ừ, đây, đây. Đấy. Ừ. Ừ. Cây 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 anh ơi, anh ơi. Không phải một con đâu anh ạ. Một đỏ. Ui một đỏ anh ơi. Một tổ luôn. Ui wow. Anh ơi. Một thò đầu, thò đầu đây. Thò đầu đây. Ui bây giờ đục, bây giờ quyền đục cái thủng này, đục cái bửa ra cái mảnh này ra. Là được, bửa đôi ra. Ừ. Em bửa ra xem nào. Ui. Ấy. Ui nó thò đầu lên lũ thế đất nó rung rung mà đã ghi ngay rồi mà. Có lẽ cho mặt vào nó cắn thì thôi này. Vẫn được rồi. Ui nó phi đây ơi. Nó phi đây. Ui. Đấy. Ui nó phun ra ở trên rồi. Phun đầy máy quay. Phun à? Ui nó phun đầy vào máy quay. Ui phun nước này đầy máy quay này. Nó phun nước đầy máy quay luôn này. Ui kinh. Dã man này. Ui dã man thật đấy. Ui ui. Ui. Thật cậu ấy, ui thật cậu nó phun đấy. Ui dữ thế nhở. Ui ui này. Ui giời nó phun đầy máy quay. Che mắt vào anh. Ừ. Thôi đây, cái con này nó đi. Con này nó dữ dằn thế không biết. Ôi cái này. Ui ui. Ui này. Ui, 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 nhiều lắm anh ạ. Tôi khéo ra ra, đưa. Ui, ui này. Ui, ui, một tổ rồi. Ui, ui. Anh em mình sử dụng cái cây này để bắt cho nó an toàn mọi người nhá. Ui, ui. Thằng Toàn nó gọi vội quá, anh em quên mình. Ui, 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 cây vậy. Ui, bạn này giữ thế rồi anh. Ui, 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 phun. Ui, ui. Sao bọn này bọn rắn rắn ở gốc cây dừa nó giữ thế? Ừ. Nhiều thế. Ui, hãy qua đây anh ơi. Qua. Ui, 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 ui. Em đứa xong kìa. Chết cha rồi rồi. À sao nhiều nhiều dã man thế không? Ui. Ui ui trông dã man chưa? Trông trông dã man rồi. Ui ui. Anh ơi. Này, bắt đây nó, quẹo tôi. Lần đầu tiên nhìn, nhìn nhiều như thế này ấy. Nhưng mình sao dùng cái cây này để bắt mấy con loài rắn này. Mà anh em mình vội quá không cần nó móc. Cái cây này nó thay cái cánh tay của anh em mình. Quá dữ dằn luôn. Rất là sợ luôn, cái bọn này nó cắn chết người luôn ấy. Chết luôn đi. Mọi người không được làm theo anh em mình nhá. Ui giời, nó có nó bò, nó bò nó bò sau kìa. Đâu đâu anh. Đây 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 đây. Con này dữ nhất đấy, con này to nhất đấy. Em nhìn thấy một con trắng, một con đen, nhưng mà ai ngờ nó vào đây nó là nó ủ lột xác kìa. Ừ, thôi cho nó cho đây. Nhìn thấy một trắng một đen ai ngờ đây là nó. Ui trắng này. Ui phải phải xả này. Phải trắng nhá. Ui ui. Ui con nữa đây. Đây 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 đây. Đây mọi người. Bạch xà. Ui. Thế. Bạch xà nó có cái cái. Anh cái dừa. Sắm cả bông đấy. Ui. Mơ tổ. Bộ này. Ui cứ đại bạch xà nữa này, đôi bạch xà anh ấy.
Con này mới to con này. 2-3 ký. Đấy, nó cuối cùng đấy. Thế anh cứ đúng, đúng cái này rộng lắm kìa. Ủa cái này đâu, mấy cái con chú, nó ở cuối cùng ấy anh ạ. Hôm nay vỡ ổ rồi. Hôm nay mà đuổi kịp đến đây không nó chạy mất dấu cái là tôi. Hôm nay nếu không có rắn thì cũng đục cũng vừa lại không thể đục được. Đây đục cái này. Mệt nha, vất vả. Mệt chứ, gốc cái dừa nó cứng. May mà nghe đấy. Rồi. Được rồi. Không nghe thế thì nghĩa là dưới lòng đất thì cũng có bối đây. Ấy, ấy. Ẩn nấp không biết đâu đầu luôn. Rồi, đây. Ấy. Bành rồi. Úi giời. Phun rồi, lại phun rồi. Tấn công rồi. Tấn công liên tục quá. Lại phun rồi. Cao thế. Anh em đứng ở sau kia để tôi đấy lại phun rồi. Úi giời. Quá kinh luôn, nhưng mà kinh cao dã man luôn. Cái loại này mà bán đắt hết đi, con này 2 cân đấy. Cho tay được, thôi ấy, cho nó ra đây, để đưa móc cái đuôi nó lên này, đấy, kinh cao nhỉ anh. Hai cân. Úi giời. Nấp chiêu gì đấy. Đây mọi người không được làm theo anh em mình nhá. Nó nguy hiểm nữa. Đấy. Rồi, xem nào. Bới dung lên xem nào. Thế thôi. Ui chưa. Ui nó ổi, nó hôi, khắm thối rồi. Ôi mọi người. Có lẽ cái video này anh em sẽ kết thúc ở đây. Mọi người thấy hay ủng hộ anh em mình nhá. Chào các bạn, hẹn các bạn. Chào mọi người nhá.